Hello tất cả em nha, và chào Monodo quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugui đây. Và chào Monodo quay trở lại với cái series mà Bisugui chơi đối cho chân lý mùa 6 nào. Thì chọn hôm nay mình xin phép gửi tới cho anh em một cái meta hiện tại đang khá là hot đối với Wawit nha anh em ơi. Một con chó điên này á. Thì con Wawit này hiện tại là đang có hai meta khác nhau nha. Một là meta giao điện đi chung với hot kỹ và thách đấu. Còn hai là meta cũng là đi chung với hot kỹ và thách đấu luôn anh em ơi. Nhưng mà đồ nó khác, như là cuồng đao nè, quyền năng nè, huyết kiếm nè, hoặc là kiếm tư thần các kiểu á, thì nó khá là khác đồ nhau nha, nhưng mà đội hình đó nó vẫn là giống nhau anh em ạ. Nhưng mà chọn hôm nay mình sẽ gửi tới cho anh em một cái meta là giao điện với một quýt nha, đi chung với 5 hót kỹ và 4 thách đấu. Rất là đội hình mà chưa có biến hệ nha. Còn nếu như mà anh em có biến hệ hoặc là có cái gì mà nó thay đổi cái đội hình của anh em á, thì nó sẽ biến ra được một cái đội hình khác nha anh em ơi. Thì chọn hôm nay, nếu mà muốn chơi cái đội hình này thì anh em chắc chắn rồi phải slow roll của quýt 3 sao ở level 5 nha, hoặc là level 6 tùy là vào anh em thôi. Nhưng mà tướng 5 vàng thường là slow roll ở level 5 là ngon nhất. Và con Warwick này đồ chuẩn là cái gì? Nếu như mà theo mình á, Warwick này mà đồ chuẩn nhất mà mạnh nhất hiện tại luôn nha anh em ơi, đó chính là hai giao điện với lại là một cái thiên hiệu ấn, để cho nó không có bị hất tung hay là không có bị stun các kiểu á, nó cần cao được liên tục. Tại vì đi chung với thách đấu và hót kỹ á, cái tốc độ đánh của nó được tăng rất là nhiều luôn. Nếu như mà mọi người chưa biết á, hót kỹ nếu như mà xuống 75% máu á nha, thì nó sẽ tăng được thêm 50% tốc đánh, rất là nhiều luôn. Duy trì trong vòng 8 giây nếu như mà anh em có 5 hót kỹ nha. Và đi chung với thách đấu nữa, nó cào tích tốc đánh, thì đừng hỏi vì sao mà giao điện nó giật hoài luôn. Và cái bài meta này á, thật sự rất là mạnh lúc đầu game và giữa game nha, nhưng mà về lane nó hơi đuối. Nếu như mà anh em muốn gọi là top 1 á, thì cần phải có Kai'Sa 2 sao nha. Còn nếu như mà anh em muốn lọt top thôi á, thì cái bài này chính là cái lựa chọn hoàn hảo á. Tại vì lúc đầu game á, giao điện nè, dấp lửa nè, hoặc là con Warwick nè, là những vị tướng với lại là những cái trang bị đép máu lúc đầu game cực kỳ là mạnh luôn á. Nên nếu như mà anh em có sớm, ra sớm và cũng như là ghép được đồ sớm á, thì cái tỷ lệ lọt top của anh em nó khá là cao nha. Thì nếu như mà anh em muốn làm gì á, thì cứ bình luận ở phía dưới nha, hoặc là có thể nhắn tin trực tiếp qua Facebook của mình sẽ cố gắng mình làm hết từng cái nha anh em ơi. Và năm nay xin tới hay hãy đừng quên để làm một like nè, đăng ký kênh nè, cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đã chơi kênh ngày. Mình đã đăng rất là nhiều vid về đồ dị nè, về meta nè, cũng như là thử thách các kiểu á. Ai mà muốn xem thì có thể bấm vào phần video của kênh của mình đăng á. Rồi giao điện nha. Mình lấy được một cái nhà máy tái chế, đó chính là nó cho mình một cái mảnh đồ lớn, với lại là khi mà bán tướng á thì nó sẽ tách đồ nha. Nên lúc đầu game đến giờ là mình cứ có con nào là mình lắp hết đồ thôi, xong rồi tới được mình có đồ mình bán lại, mình lắp lại cho con Warwick đồ chuẩn là đẹp rồi. Đây Warwick cầm giao điện nó cào rất là mạnh luôn. Riêng cái con Warwick thôi nha, với lại là cái giao điện thôi á, đây là một cái sự kết hợp đép máu lúc đầu em phải gọi là cực kỳ bá đạo luôn rồi. Nếu như mà anh em ra được Warwick 3 sao sớm và cũng như là đồ chuẩn á, thì top 1 á là chắc chắn luôn nha. Còn nếu như mà anh em ra trễ với là đồ nó cũng ra gọi là không được sớm cho lắm á, thì tỷ lệ lọt top nó cũng khá là cao. Bà này thật sự là rất là ít ai biết nha, rất ít ai biết anh em mà mình chơi tầm vài chục trận luôn á thì mới thấy là 1-2 người chơi, tại vì nó không nổi cho lắm á, người ta còn khá là khinh thường con Warwick này, với lại là đồ nó cũng đang khá là loạn á, người ta cũng chưa biết ghép cái gì là đồ chuẩn nhất. Hiện tại thì Warwick như mình đã nói là có hai cái lối trang bị nha, một là Warwick giao điện, còn hai là Warwick tốc đánh và đi chung với cuồng đao, quyền năng nữa cũng khá là ok. Nếu như mà anh em thích thì mình chừng này mình làm luôn cho nó nóng ha. Cái này là một giao điện hoặc là hai giao điện cũng được, nó tùy vào anh em. Nếu như mà đồ chuẩn nhất thì cứ là hai cái giao điện với lại là một cái kháng hiệu ứng thôi. Còn không thì một cái giao điện nè, một cái kiếm tư thần nè, hoặc là một cái cuồng đao nè, đi chung với kháng hiệu ứng nha. Mình nghĩ là bắt buộc phải có kháng hiệu ứng để cho nó chống mấy cái hiệu ứng hấp tung rồi stun đó. Tại vì con Warwick này phải cào liên tục mới có đam được. Anh em nên nhớ nha, bài này chỉ mạnh lúc đầu game và giữa game thôi, và lane nó cực kỳ đuối. Nên vào lane nó cần phải có những con phụ đam khác như là Kai'Sa, hoặc là những con 4-5 tiền khác anh em bỏ vào khi mà kết hợp được chung với cái đội hình này nha. Và những cái đội hình mà mình đang nói nè, là đội hình mà nó chưa có bất kỳ một cái biến hệ nào, cũng như là chưa can thiệp gì từ ngoài á. Nếu như mà có thì chắc chắn rồi đội hình của anh em nó sẽ gọi là mạnh hơn khá là nhiều ha. Bài chuẩn ở cái con Warwick này ở level 8 á, sẽ là 4 thách đấu với lại là 5 hó kỹ nha, đi chung với những cái bút nhỏ khác. Anh em cứ bỏ đúng tướng vào là nó sẽ tự kích hết tất cả các hệ nhỏ. Còn những cái bút chính á, đó chính là 4 thách đấu với lại là 5 hó kỹ nha. Đây, giao điện cho em nó luôn, hai giao điện ha. Rồi mình roam Warwick 3 cái đã, còn hai con nữa ha.
Anh em nào mà có ý kiến gì về cách mình bình luận hoặc là cách mình làm video hoặc là có góp ý gì thì cứ bình luận ở phía dưới phần bình luận nha, để mình cố gắng mình sửa đổi anh em ơi. Rồi một bút 3 sao luôn, hơi bị chiến luôn, hơi bị chiến luôn. Giờ tích tiền là level 7 thôi, xong mà kẹp thêm mấy cái hệ phụ và là đẹp. Nó cào đam ảo đừng hỏi luôn nha. Đấy, cào đam rất là ok đây mà. Không có sợ thằng nào mà lắp vút rồng hay là giáp gai đâu. Tại vì cái đam này là đam giật theo thời gian mà. Không có sợ vút rồng giáp gai gì đó. Cào là cào hết. Những ai mà đã từng chơi cái meta nào rồi á, hoặc là đã gọi là đang chơi mà vừa chơi mà vừa xem á, thì đừng quên nên test thử một lần nha. Và đừng quên nêu cảm nhận của anh em về cái bài meta này ở phía dưới phần bình luận, để mình xem thử cái bài này có thật sự mạnh hay không. Tại vì tất cả những cái bài mà mình làm và mình gửi tới cho tất cả anh em á, là mình đã từng chơi qua rất là nhiều trận rồi, và cũng như là mình đã tìm hiểu khá là kỹ ở những cái người streamer khác á, mình thấy người ta chơi với lại là cái bài này nó hot á, mình mới đem về mình xào lại và mình cố gắng mình gửi tới cho anh em một cái biến thể mà nó chuẩn nhất nha. Bài này thật sự đang rất là ít người chơi luôn á. Mình chơi phải gọi là tầm mấy chục trận mới thấy 1 đến 2 người chơi. Còn cái bài Yone nè, Ugot nè, Listenera nè, hoặc là những cái bài Majahe á, giờ tràn lan anh em à. Anh em phải lựa được những cái bài nào mà ít người chơi với lại là thật sự mạnh á, để anh em spam lên răng là cực kỳ nhanh luôn. Những cái bài ít người chơi thì anh em cứ roll một tí là ra được 3 sao thôi. Cái trận này mình lên được cho gách, lên được Warwick 3 sao cực kỳ sớm luôn á. Ở round 3 chấm mấy là mình đã lên được Warwick 3 rồi. Mình thề với em luôn á, là cái những cái trận mà mình chơi slow roll 1 vàng carry á, mà anh em tin không, tới ra 4 chấm mấy luôn á, vẫn chưa lên được 1 vàng 3 sao. Mà cái trận này mình chơi Warwick carry là 2 vàng 3 sao nha, mà ra 3 chấm mấy là mình đã lên được 3 sao rồi. Thì nó biết cái độ gọi là không hot của nó rồi chứ gì. Không hot nhưng mà mạnh anh em mà. Nên thật sự là rất là ít khi mà bị giành tướng. Thường là người ta bích Warwick để đép máu hoặc là bích để kích thể thôi, chứ ít ai mà bích Warwick để carry cho lắm. Hiện tại thì có một cái meta đang khá là hot, cũng khá là hay nữa, đó chính là bất kỳ một cái đội hình nào á thì người ta cũng cố gắng người ta kẹp thêm vào, như là con Janna, con Taric, con Orianna thôi anh em ơi. Để thứ nhất là kích thêm bút thuật sư nè, thứ hai á là có thêm con cover nè, và thứ ba là những con đó đi chung với những cái đồ hình á thì nó có được thêm những bút phụ nữa. Như là nếu mà anh em chơi cái đồ hình này thách đấu đúng không, anh em bỏ thêm con Cao Mỹ Lệ vào, anh em đi theo con Orianna rồi con Taric á, là sẽ vừa có thuật sư nè, vừa có thần tượng nè, vừa có máy móc luôn, thấy không? Anh em bỏ hai con vào mà kích được ba búp luôn, và toàn là búp mạnh thôi nha, thuật sư, thần tượng và máy móc, tăng tốc đánh cho cái tem, búp thêm đam và cũng như là có thêm kháng phép. Hiện tại là những cái con mà lúc carry hay là vết carry rồi Viga dít các kiểu á, Hemdinger nữa mà, Listenera nữa, rất là nhiều con mà liên quan đến sát thương phép, nên cái đội hình mà có thêm mấy con thuật sư á nó cũng khá là châu chó đó. Và những con mà gọi là cover tốt hiện tại nha, mình nghĩ đánh giá gọi là bậc S luôn á, đó chính là con Janna này mà. Một cái vị tướng 4 vàng mà cover, thật sự là kẹp đi chung với cái đội hình nào nó cũng mạnh thật luôn á. Con đó là rất là dễ đi chung với những đội hình mà có carry tốt á. Hiện tại thì những cái bài như là Janna nè, bài Fiora nè, bài cái bài Listenera, rồi Hemdinger, rồi những cái bài mà Ugot carry luôn á, thường là người ta vẫn cố gắng người ta kẹp thêm cái hệ thuật sư với lại là con Janna vào. Tại vì nó cover cực kỳ tốt luôn, thật sự ấy. Nó búp máu nữa. Cái R của nó là đẩy đối phương ra nè, để cho AD của mình có thêm cái thời gian bắn nè. Còn búp thêm máu thì ai mà chịu nổi đây. Mà nó thật sự là những cái búp như là thuật sư với lại thần tượng á, nó chỉ là kích hoạt một hoặc là hai thôi, nên rất là dễ đi chung. Không như là những cái hệ khác là cần phải 3 hoặc là 5 thì mới đi được. Úi dồi, ông này nhìn hơi bị chiến đấy.
Ok, lấy cái này luôn đi nè ba. Tại vì những cái lõi khác nó cũng không ngon cho lắm. Ui, thêm một cái dao điện nữa nè. Ảo thật đấy. Giờ mình có vô số cách để mình biến trang bị nè ba. Thứ nhất là tách đồ, thứ hai là đập đồ. Quái trời luôn á. Giờ đây mình không thích là mình có thể đập đồ được luôn nè. Ba cái dao điện anh em mà. Dễ hiểu luôn. Anh em thấy không, từ khi mà mình lên được con quýt 3 sao này nè, đi chung với cái đồ chuẩn hai dao điện với lại một cái kháng phép á, thì thật sự là 7 trận thắng liên tục, không có gì khó khăn cả. Mạnh thật á, nếu như mà anh em có đồ sớm với lại lên được con quýt 3 sớm nha, thì tỷ lệ lọt top của anh em là trên 90% hoặc là 95% luôn á. Còn top 1 hay không đó chính là tùy vào anh em. Snowball được hay không và lên level 8, level 9 để anh em roll tướng 4 vàng, 5 vàng, 2 sao anh em bỏ kẹp vào. Và cũng như là cách xếp đội hình và lay của anh em nữa. Và lay thì cái quan trọng nhất vẫn là cách xếp đội hình thôi, chứ tướng nó cũng là một phần thôi anh em ạ. Giờ tích tiền là level cái đã. Anh em nào mà còn câu hỏi gì và chưa hiểu cái bài này á, thể đục qua bình luận ở phía dưới nha. Mình biết thì mình sẽ trả lời giúp cho anh em luôn. Cũng như là chơi cái này nó có như thế nào, hoặc là thắc mắc gì về tộc hệ các kiểu á, thì cứ bình luận nha. Sẽ cố gắng mình trả lời trong một cách sớm nhất. Đồ nhiều quá nè. Đồ nhiều quá anh em ơi. Chắc là ghép cho Kai'Sa thôi. Con Warwick đó là carry lúc đầu game với lại là giữa game nha, và gần và lay game. Còn nếu mà muốn carry và lay game đó, thì chắc chắn rồi anh em ơi. Một con tướng 5 vàng. Ui, lại là nước mắt. Ok, có gậy nè, ngon quá. Hợp lý quá anh em ơi. Ok đấy. Đập gậy ra nước mắt. Đập nước mắt thì ra gậy anh em. Đập kiếm thì ra nước mắt nữa chứ. Cái cung gỗ á, nãy giờ mà mình gọi là làm giao điện là chắc là 4-5 cây luôn rồi. Quá nhiều luôn. Cái đội hình này là đội hình mà tùy thuộc theo trận đấu nha, không phải là trận nào anh em cũng nên chơi theo cái đội hình này. Thì anh em nên kết hợp hoặc là biến đổi một cái đội hình nó phù hợp với trận đấu hơn nha. Bà này spam được hay không thì mình không biết nha anh em ơi, cái này là phải tự anh em tìm hiểu rồi. Cái này anh em cứ spam thử đi, nếu như mà mạnh thì tiếp tục chơi, còn không thì nó ra thì nên chơi, còn không ra thì cũng đừng nên cố chấp. Thật sự là cái bài này mà spam mình nghĩ là nó cũng không kết quả. Bài nào nó cũng vậy anh em à, bài nào thì nên gọi là nó tự ra thì nên chơi. Tại vì có rất là nhiều bài hiện tại meta là mình còn mấy chục bài mà mình chưa gửi tới cho anh em á. Meta thay đổi cập nhật hàng ngày nha, với lại là mùa 6 mới mà còn rất là nhiều cái meta người ta chưa khám phá ra á. Nó cứ mỗi ngày là lò ra đại thêm một cái meta mới này mà. Nên đừng spam nha. Mình khuyên anh em mà đừng nên spam. Cố gắng chơi hết tất cả các bài đi. Tại vì mỗi đồ với lại là mỗi trang bị khác nhau á, là lại được chơi thêm một cái đồ hình. Anh em nào muốn biết thêm những cái meta mới hoặc là thêm nhiều meta á, thì đừng quên bấm follow của mình với lại là bấm vào kênh á. Mình đăng rất là nhiều vid meta về mùa 6 rồi á. Úi xồi, hôm nay mạnh thế, bắt đầu yếu rồi anh em ơi.
bắt đầu là tầm về gần cuối game là cái bài qua quýt này nó yếu hơn những cái bài khác rất là nhiều rồi. Tại vì nha, mình nói rồi anh em ơi, là cái giao điện á là nó chỉ mạnh lúc đầu với lại là giữa game thôi, và lay là cái đồ này nó thiếu đam ấy, với lại qua quýt nữa mà biến đột biến à, mất rồng cốc, mất cái cốc rồi, chắc là cái biến đột biến cho cái xe thôi. Cho tôi ra nào, ok xin một cái biến đột biến nha. Đội hình cũng đang khá là đẹp rồi. Ông này dắt phần chất đồ luôn à. Căng vậy, căng vậy, căng vậy. Chiếc tên này sắp 3 hay mở sắp 3 luôn kìa. Tầm rau 6 chấm hoặc là rau 5 chấm mấy mày lên được full 3. Sao cái đội hình chất đồ này nó cũng khá là nhanh rồi đó, chứ không phải là chậm đâu á. Ủa cái xe đồ. Ok anh em ơi, cái xe là bắt đầu là gánh và lay nè. Và quýt hơn 5.000 đam mà cái xe hơn 6.000 đam. Hợp lý quá vậy. Ông kia lên full được đội hình chất đồ 3 sao rồi á. Tầm round 5.6 này mà bắt đầu ra Viga là hơi bị nhanh rồi đó anh em à. Mình có làm một cái vid về Viga 3 sao đó, cũng có nhiều anh em hỏi. Anh em có thể vào kênh xem nhá. Hôm nay tàu with carry à, cái đội hình này thì nó cũng mạnh á. Ở trên này mình làm thử cho anh em xem luôn. Nice start. Ui, Fury sát thủ, Brom sát thủ. Chiến vậy trời. Chiến vậy, chiến vậy. Ui, sáu sát thủ, ba băng đảng à. Những cái đồ hình chiến chưa. Sáu sát thủ mà toàn chơi thách đấu mà Fury Yone không. Không hiểu quá anh em à. Kết hợp ác thiệt chứ. Nói stack à. Bây giờ mình bán rồi mình tách đồ ra được nha. Ok. Giờ run full đồ hình này 2 sao thôi. Bundo, Yad, rồi Jin full 2 sao của mấy con này là ngon. JC nữa. Alo. Cái xe nữa mà cái con quan trọng nhất nãy giờ run không được một con ạ. À. Ảo thế nhờ. Không được một con anh em ơi. Cái gì vậy ta? Run ở level 9 anh em ơi. Mấy chục đồng mà không ra được một con cái xe hay là Mundo nào cả. Ảo thật đấy. Này thì Mundo cũng mạnh đấy. Phải diệt mấy ông này trước thì mới có tướng cho mình chơi lần. Đây, ông này ra được hai con Viga kìa. Psycho sắp 3 luôn nè. Còn quái vật không? Ui, hai con Vết 3 sao luôn kìa. 7 hóa kỹ, 4 sát thủ, 2 thần tượng. Ông kia Yone sắp 3 luôn. Đây rồi. Bán Vinh luôn đi, Vinh không có đồ với lại là để kích bút thôi. Cái xe này mới là quan trọng này.
Dắt hai ok luôn. Mấy ông này còn nhiều máu thế này chắc là phải đấm nhau tới round 7 á đi mà. Đây đây, ông này mình có khả năng á nha, nên mới có khả năng là lên được Vega 3 đó, rất là có khả năng. Round 6 chấm mà lên được 3 con Vega nè. Gọi là nhanh nhanh thêm tầm 6 round nữa. Với cái lượng máu như này mình nghĩ là có thể hơn anh em ơi, nếu như mà ổng sống 20 máu, 30 máu, sáu mấy. Thì này còn lâu á. Nếu mà ổng kiếm nhay được á, không chết đó nha. Thì lên được Vega 3 đấy. Ông này Sarko sắp 3 luôn. Akali 2 sao đồ quá đẹp luôn á trời. Warwick vẫn cào được anh em ơi. Nói sơ Warwick này không có bị sốc đam trước thì vừa cào vẫn khá là đau. Thấy cái đội hình sát thủ mà gặp cái con vết nó cầm dép gai như thế này là bắn đến sáng mai thật chứ. Coi kìa. Ui ảo Malayada thật chưa đây mà. Vết mạnh như người ta. Ui ấn pháp sư nè, thì vàng nè, dây si cầm huyết kiếm nè. Không biết lấy cái gì luôn anh em ơi. Thật đó chứ. Thật đó chứ anh em ơi, không biết lấy cái gì luôn. Cái này chẳng lẽ lắp cái cuồng đao. Mundo nè, ok. Xin đựng Mundo 2 là đẹp. Bao châu. Nhìn nè. Ok. Bây giờ chủ yếu là xếp đội hình thôi chứ. Hôm nay cũng level 9 nè, level 9 9 hóa kỹ luôn. À 6 7 hóa kỹ với lại là 4 sát thủ. Khá là mạnh. Warwick của mình cào vẫn rất là lực hơn em. Cào vẫn khá là lực. Rồi xong ông Vega kia thua rồi. Mình đang muốn gọi là ông đã lên được Vega 3 và xem thử như thế nào. Đừng thua nữa ông ơi, còn 14 máu rồi, thua phát là cúp luôn ấy. Mình sợ là ổng gặp mình là ổng thua rồi. Đi luôn rồi. Mình tiễn mà nó đi một đoạn đường dài rồi. Cái này chắc phải đấm nó ra qua ra 7 chấm mấy ở đây mà. Ok đấy, đội hình của mình bây giờ là không có nâng cấp được cái gì nữa rồi anh em. Win 2 này thì cũng không cần thiết cho lắm. Đấy kèo vẫn rất là ok nè. Con Warwick này nó đi chung với hóa kỹ với lại là cái nội tại sát thương của nó hơn anh em ơi, là đã không có cần hút máu rồi.
Lúc đầu game là mình đã lấy cho nó một cái ấn gọi là ấn giết địch đó, là hồi lại được 600 máu luôn. Nên mình chơi cái chuỗi thắng lúc đầu game khá là dễ hơn. Và lại nó cũng khá là mạnh nữa. Cái nội tại con qua quýt này nếu như mình chưa biết á thì nó có đã có hút máu sẵn rồi nha. Với lại là cái hệ hóa kỹ nè, là hai cái hút máu rồi nha. Và thứ ba là cái lõi công nghệ nè, là ba cái hút máu luôn. Ba cái nguồn hút máu với lại là hồi máu, thì thật sự là con qua quýt này nó không có cần kiểu như là huyết kiếm hay là bằng tay công lý cho lắm á. Những cái meta liên quan tới qua quýt hiện tại là đều là cố gắng cho nó tốc đánh nhiều nhất có thể nè, với lại là đam thôi, chứ không ai giúp hút máu cả đây mà. Thấy không? Còn rất là mạnh. Nice, đi luôn. Nice, ok, vậy GG tất cả anh nha. Tạm biệt em, hẹn lần sau. Hãy chắc rằng nhớ like và stay ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.